alo quý vị và các bạn thân mến của tôi, à, tôi xin phép thưa với các bạn như thế này nè. Tôi hôm nay tôi trở lại đây với tất cả những cái lời tâm tình rất là thống thiết của tôi. À, như các bạn biết tôi rất là bận, tôi ít có khi nào mà tôi được vào diễn đàn một cách đều đặn thường xuyên được hết. Thỉnh thoảng tôi có thời gian, nhiều khi tôi đến bất ngờ, bất chợt à, với tất cả cái lòng của tôi đối với các bạn và thương mến anh em chính hữu còn đang giỏi mắt theo bước chân của tôi nên khi mà có được đến với diễn đàn đó tôi rất là vui mừng lắm nhưng rất tiếc là cái thời gian của tôi nó đóng kín và như các bạn biết là thời gian gần đây nhất là những cái biến cố xảy ra ở trên đất nước Việt Nam ở Tây Nguyên đặc biệt là ở vùng biên giới Campuchia nên thời gian của tôi thật sự với quý vị là nó quá nhiều bận rộn nên tôi ít có vào diễn đàn à, hôm nay tôi có một câu chuyện rất là quan trọng và tôi được một cái nguồn tin à, từ một số anh em của tôi cho biết rằng cô bé gian phạm đang sẽ và sẽ gặp nguy hiểm rất là cao bởi vì cái hệ thống của cộng sản đó họ đang tìm bằng mọi cách họ đang mở một cái chiến dịch tổng lực để mà trù dập cô bé này À, cái trái tim của tôi đó một cái trái tim của người mẹ Việt Nam đó, nó bỗng nhiên nó đau nhói và tôi bất chợt phải làm cái video khẩn cấp này để báo động đến quý vị và các bạn tôi xin thưa với quý vị và các bạn là tôi đã đi đấu tranh từ hồi tuổi trẻ như các bạn biết đó, là tôi là người bạn tù với ông Nguyễn Hữu Cầu và còn với rất nhiều những người tù nhân chính trị ở trong nước nhưng tôi khẳng định với quý vị rằng con người này là con người chân chính nhất của tất cả những con người mà mấy mươi năm qua ở hải ngoại này đó là em gian phạm tôi một lần nữa tôi kêu gọi quý vị thân yêu của tôi anh em chiến hữu của tôi hãy dùng bằng mọi cách bằng sức lực bằng khả năng của mình bảo vệ em ấy bởi vì em ấy là người đang bị hiểm nguy và chúng tôi đang có một cái nguồn tin rất xác thực là chúng nó đang mưu đồ để ám hại gian phạm và chúng nó đang mở một chiến dịch tấn công khốc liệt vào gian phạm tôi thiết tha kêu gọi anh em chiến hữu của tôi đây là cuộc chiến sống còn giữa cái chính nghĩa dân tộc và âm mưu xảo nguyệt của tà quyền cộng sản nếu như chúng ta không đủ can đảm để đứng bên người anh em của mình thì đừng hòng cuộc chiến đấu này của chúng ta có thể có bất cứ một cái cơ may nào mà dân tộc chúng ta thoát khỏi ách cộng sản bởi vì tại sao bởi vì chúng ta đã sống mấy mươi năm nay trong quả mù trong quả mù của cộng sản và chúng nó cứ đưa những quả mù chúng nó cứ đưa những con bài để dẫn đưa chúng ta vào một cái mê hồn trận một cái một cái sự u mê của cái chế độ cộng sản nó đã gài đặt cái tình báo của nó ở ngoài này thưa quý vị và các bạn hơn lúc nào hết chúng ta phải có cách tôi không biết cách gì các anh em ở bên mỹ hay những người đồng bào thương mến bé gian phạm phải có cách để cảnh báo sự nguy cơ cho gian phạm và tôi đã từng nói rất lâu rồi đây là lần đầu tiên trong đời nguyễn thị ngọc hạnh tôi bốn mươi mấy năm sơn trường trên con đường tranh đấu thất bại đớn đau cái gì tôi cũng có đã đi qua nhưng bé gian phạm này với tâm linh của tôi với cái kinh nghiệm của người đi đấu tranh mấy mươi năm vào tù ra khám tôi xin thưa với đồng bào chiến hữu anh em rằng tất cả những gì anh em đồng bào chiến hữu nghĩ đến tôi hãy dành cho cô bé này tôi không sợ gì tất cả nói thật với quý vị đó tội cộng sản đó nhất là cái thằng khốn nạn Nguyễn Văn Đài đó nó đã âm mưu sát hại tôi ở biên giới rất nhiều lần bằng chứng là nó biết tôi ở biên giới <laughs> Lào Campuchia thường xuyên Nó đã đưa ra tung tin một cái video rằng Tôi đang làm một cái nghề à, buôn bán xì ke ma tí Hay là buôn bán phụ nữ trẻ em gì Và nó phải nói với quý vị là bất kỳ điểm túi Nó đưa ra những cái lập luận Nó nói rằng à, Nó nghe cái dư luận như vậy đó, Có nghĩa là nó muốn tung tin Nó muốn tung cái quả mù ra Cho chính quyền sở tài À, cho những cái đất nước ở đây họ đặt thành vấn đề theo dõi và có thể bỏ tù tôi bắt tôi hay là cấm đoán tôi trở về các vùng biên giới này bởi vì những cái sự nghi ngờ và sự tố cáo của nó nhưng nó đã không làm gì được tôi một con người yêu nước đứng giữa đầu tên mũi đạn ngay cả đứng trên pháp trường vẫn phải có cái khí phách thiên ngang của một con người Việt Nam trước kẻ thù và trước trước bạo quyền đâu có hiền hạ khốn nạn như cái tên khốn nạn này và bây giờ nó tìm đủ mọi cách mưu hại tôi và bây giờ chúng nó đang mở một cái chiến dịch để tiêu diệt bé gian phạm thưa quý vị và các bạn bởi vì nó thấy làm sao gian phạm nguy hiểm ngàn lần hơn tôi tại vì cách gì đi nữa tôi già rồi quý vị phải thấy rằng cô bé gian phạm này có đủ yếu tố mà có thể nói là nguy hiểm cho cả một cái màn lưới tình báo của chúng nó nên chúng nó đang tìm mọi cách tấn công khốc liệt vào bé gian phạm này. Tôi thật sự ra với quý vị rằng trong những ngày qua tôi đầu bù tóc gối, nên tôi không có cách nào lên diễn đàn. Và trong những ngày nay đó thì tôi tình cờ tôi tôi có thấy được cái video của bé của cô mà cô ca sĩ Ngân Mai, tôi rất là cảm kích và thương và tôi rất là mừng là ở trong lòng của đất nước trong lòng cộng đồng người Việt quốc gia chống cộng sản của chúng ta còn có những người trẻ tâm huyết và có những cái hiểu biết thấu đáo như vậy tôi rất là vui mừng đồng thời gần đây đã có một cái số người anh em gửi cho tôi thông điệp liên tục là bé gian phạm đang bị tấn công khốc liệt và đang sắp có sự hiểm nguy cho đến gian phạm tôi nói là gian phạm một nữ chiến binh lẫm liệt nhất và một mình đang phải đương đầu với ngàn tên mũi giáo, một mình xuyên thủng cả bộ máy tình báo của Việt cộng ở trong ra ngoài nước. Vì vậy cho nên cái người mà nó phải tiêu diệt đó là bé gian phạm này. Thưa quý vị và các bạn, thật sự ra đó nếu mà nói những cái từ ngôn ngữ đó tế nhị đó, tôi có thừa. À, xin thưa nhưng mà đối với những cái trường hợp đối với kẻ thù đó là tôi một bước cũng không lui cho nên tôi biết rất rõ tôi biết rất rõ là chúng nó đang muốn tiêu diệt bé gian phạm bởi vì nó không ngờ đối với tôi một bà già tôi đã gào thét mấy mươi năm lúc trước tôi gào thét tôi nói cái thằng hoàng với khung thì cả một cái cộng đồng thờ ơ với cái tiếng gào thét của tôi và bây giờ cái hậu quả là chúng ta biết là thằng Hoàng khu Khôn đã làm mưu hại và hại cho cộng đồng quốc gia của chúng ta dường gì. Và ngày hôm nay tôi đã gào thét thống tâm nói tên Nguyễn Văn Đài là một tên tình báo Việt cộng, là một con bài đã được Việt cộng nó nuôi nắng hàng mấy chục năm nay rồi. Và những cái con bài đi ra đến nay với một cái nhiệm vụ mới. Và hiện ngày hôm nay nó có cả một cái hệ thống, một hệ thống của nó cho nên các bạn đã hiểu rồi, ngoài Việt Cộng thì còn có những cái tổ chức của nó bên cạnh nó, ngoại vi của nó. Tôi nói thẳng luôn, chẳng hạn như Đảng Việt Tân, chẳng hạn như số người nằm trong cái hội anh em dân dân chủ gì mà nó dựng lên đó. Thưa quý vị và các bạn, cho nên họ đang dùng cả một cái hệ thống này, tấn công vào một cô bé là cô bé Gian Phạm. Và tôi thấy cái sự thờ ơ của quý vị và các bạn, một cái đứa bé và nó đã thấy hết một cái sự việc đừng có nói đến tuổi tác chưa chắc gì những người có lớn tuổi những người có bước vô con đường đấu tranh này lâu năm dài tháng là người đó có đủ khả năng để khôn ngoan để hiểu hết đâu và nói rằng à, những dân biểu nghị sĩ khắp nơi có thể liên lạc với cái thằng nguyễn nhân đài này không lẽ nó ngu hơn con gian phạm này hay sao thì tôi hỏi với các bạn chính phủ của các nước này nè dân biểu nghị sĩ các nước này nè có bắt tay và, và có phải là fan với tụi cộng sản việt nam không thì cái chuyện mà thằng đài nó bắt tay được với những cái người này chuyện đó là cũng rất là bình thường cái chuyện đó đâu có gì đâu mà lạ các quý vị và các bạn nhưng mà tôi nói tôi mà có phải chết ở trên các dùng biên giới này hay tôi bất cứ một cái sự hãm hại nào tôi vẫn ngạo nghễ lên đó hãm hại tôi là cái thằng tình báo bàn tay nối dài của cộng sản tình báo thằng nguyễn văn đài tại sao có rất nhiều người ra ngoài hải ngoại sao tôi không có nêu tên nêu tánh họ ra dẫu tôi biết họ chẳng có yêu nước gì cả họ chỉ làm xong cái nhiệm vụ của họ và thôi dẫu họ ra đây họ có một cái nhiệm vụ mới nhưng mà ít ra đi nữa thì bước đường đi của họ không bán đứng người khác đổi lấy cái hạnh phúc hay là đổi lấy cái dinh hoa phú quý cho mình ít ra đi nữa tôi cũng chưa có cái bằng chứng là họ bán đứng ai nhưng cái tên nguyễn văn đài này tôi đã biết nó bán đứng hết tất cả những người hội anh em dân chủ đang ở tù và trong đó chính là những người anh em của tôi bị nó bán đứng thưa quý vị và các bạn bây giờ tôi trở lại tôi không phân biệt đảng phái từ trước đến nay dẫu là tôi không có bước vào một cái đảng phái nào nhưng tôi luôn luôn đụng chạm với những đảng phái tại vì sao bởi cái tính của tôi là thấy chuyện bất bình không thể nào yên lặng được hết bất kể những người anh em của mình đang đứng trước ngàn tên mũi giáo người ta đang bắn hàng cả mũi tên ngàn vàng mũi tên xuyên vào tim ốc anh em của mình thì cũng mặc kệ miễn làm sao đừng đụng tới mình thôi vì vậy những người đó không phải tư cách của tôi tôi bất bình với những cái tổ chức đã dùng người rồi là hại người tôi nói chẳng hạn như là trường hợp của em phan nguyễn thanh hiền sĩ mấy mươi năm em là con người thừa đạo đức thừa nhân cách thừa trí thức nữa chỉ vì lòng yêu nước mà em đã phải rơi vào cái hoàn cảnh bi đát ngày hôm nay vậy tổ chức em phục vụ ở đâu mà tại sao không gian tay để giúp đỡ cái người chiến hữu lẫm liệt của mình đó là chuyện thứ nhất tôi rất bất bình vì trong những ngày nay tôi bắt gặp một cái email một cái comment mới đúng hơn một cái comment ở trên một cái youtube của cái cô gì đó cô gì mà phe nguyễn văn đài ở bên mỹ đó tôi còn không nhớ cái cô đó nữa vì có chữ quý quý đằng sau đó thì không sao ai muốn phe ai ai muốn binh giật ai đó là chuyện của người ta nhưng mà tôi bất bình tôi bất bình là cái một cái người anh em đó tôi biết họ là đảng việt tân và tôi đã từng gặp họ ở thái lan một vài lần tôi có cái tình cảm riêng tư với vợ chồng anh này gặp gỡ vợ chồng anh này chỉ là cái tình cảm cá nhân tôi chưa bao giờ nói bất cứ cái điều gì về đảng việt tân tôi chưa bao giờ đá động về vấn đề chính trị đảng phái với bất kỳ ai đồng bào ở bên Thái Lan. Bởi vì tại sao? Vì tôi không có muốn vận động hay ảnh hưởng tinh thần của ai. Tôi chỉ gặp những người ở Thái Lan với tinh thần của con người Việt Nam với người Việt Nam và tôi làm được gì cho anh em tôi làm trong cái phạm vi nhỏ nhặt của tôi thôi. Ngoài ra tôi không bao giờ lôi kéo bất kỳ ai. Cho nên khi mà gặp cái anh Việt Tân này đó, tôi rất là quý cái gì vợ chồng ảnh bất kể anh ở đảng phái nào nhưng mà tôi thật là bất bình khi thấy ảnh comment những cái lời mà nói một cái câu một cái người đàn ông mà nói với một con bé một cái đứa con gái đáng tuổi cháu nội của ổng luôn mà ổng dùng những cái từ phải nói là quá thấp hèn tôi nhắn đây là anh biết nha hồi nào giờ tôi rất trọng vợ chồng anh vợ chồng anh nhưng khi tôi thấy những cái lời anh comment ở trên cái video của Biển Văn Đài với những lời bỉ bán À, một cách quá là thậm tệ Anh nói những điều đó Không có thể mở miệng nói ra Ở cái miệng của một con người Mà đã từng là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa Con người đã từng ở tù Nhà tù, vào tù, ra khám Chế độ Cộng sản đến 20 năm Không thể nào Là một cái con người mà đứng đắn tư cách Mà có thể comment với một cái đứa bé Mà là phụ nữ Mà là con gái đáng tuổi con Đáng tuổi cháu nội mình Tôi nhắn thông điệp này anh sẽ hiểu nha và tôi nói cho anh nghe đó Anh là người lính Việt Nam Cộng Hòa Người đã từng vào tù ra khám Và người cũng đã từng đi về cái con đường Phục vụ cho đảng Việt Tân Và bị bắt ở trong tù Từ trước đến nay tôi không bao giờ đá đồng đến đảng phái Tôi gặp anh chị với tất cả lòng trân trọng Nhưng lần này Tôi xin chấm dứt cái sự kính trọng này của tôi dành cho anh ngay tức khắc Bởi vì khi tôi thấy những lời comment của anh Anh là một người đàn ông Anh đã comment cho một người phụ nữ anh đã dùng những cái từ từ ngữ quá ư là tồi tệ một cái con người nó xin lỗi có tư cách một chút tư cách của đàn ông cũng không thể viết xuống những lời lẽ như vậy mà anh với tư cách của một người sĩ quan từ hồi nào giờ tôi không có đá đồng đến đảng phái của anh nhưng hôm nay tôi nói cho anh nghe sáng mắt hay không là tùy anh nha tất cả những người ở trong nước ở trong nhà tù cộng sản được đưa ra hải ngoại này đều có liên quan đến đảng Việt Tân không sao các bạn tôi có chết cũng không sao cả bởi vì giờ này tôi chết tôi cũng vui rồi ít ra là trên đường đời tôi cũng gặp trên đường đời những chiến hữu của tôi trong bóng tối trong rừng sâu núi thẳm không thiếu đâu và những người đang ở trong lòng địch cũng không thiếu đâu và ở hải ngoại này tôi đã có gian phạm có lâm ngân mai tôi chết đủ rồi không cần gì nữa hết Tuổi đời của tôi đã đủ rồi nên tôi có đau bệnh một chút không sao các bạn <laughs> tôi muốn quay lại một cái người anh em mà tôi quen với họ ở bên thái lan và tôi biết họ đáng việt tân mà tôi không bao giờ đá đồng đến chuyện đó và ông cũng rất hãnh diện ông là đáng việt tân có đôi lúc khi ông ca ngợi hay là tự xưng mình đáng việt tân với tôi tôi đều không có không có comment không tóm lại là không comment không trả lời đúng sai gì hết nhưng hôm nay tôi giải thích cho anh nghe nè bây giờ tôi nói đây anh em đây cũng có nghe ha tất cả những ai tôi dùng cái từ tất cả luôn đó mà ở trong nước mà được đánh bóng tên tuổi dữ dội và từ trong nhà tù được được bốc ra ở ngoài đó đều có liên quan đến đảng diệt tân gần đây nhất là ông châu văn khẩm ở úc châu với cái án 11 năm tù cũng được vận động chỉ có 4 năm bây giờ tôi hỏi anh tôi không nêu tên anh ở đây nhưng chắc anh phải biết ở Thái Lan không có mấy ai là tù nhân chính trị ở tù 20 năm và là đảng Việt Tân đã nói đảng Việt Tân ở tù vậy là người ta biết là ai ha tôi không nêu tên anh đây không phải tôi sợ đâu nha anh có quyền chọn Nguyễn Văn Đài tôi có quyền chọn gian Phạm. nhưng tôi khinh anh ở cái tư cách của một người đàn ông tôi khinh anh ở cái tư cách của một người đàn ông anh đã xúc phạm đến danh dự của một người phụ nữ cô con gái con bé uh, gian phạm này mà người phụ nữ là ai là tôi đây nè anh đã xúc phạm hết tất cả những cái tư cách của người phụ nữ với những cái lời lẽ một cái người đứng đắn không dùng giờ tôi nói cho anh nghe chuyện của anh hồi nào giờ tôi vẫn coi đó là chuyện riêng của anh bây giờ tôi hỏi thật anh anh đã có quy chế tị nạn hàng cả mười mấy năm nay rồi anh ở tù hai mươi năm chế độ cộng sản rồi và anh có ở tù sáu năm À, cái đời mà cộng sản nó kêu bằng học tập cải tạo vậy đó con mẹ nó vậy đó chẳng biết nó học tập cải tạo ai ha thì anh có hiểu rằng khi anh bước ra đó anh có quy chế tị nạn khi anh qua thái lan anh có quy chế tị nạn thì bây giờ mười mấy năm nay anh không được đi định cư anh biết ai là người ém anh ở tại thái lan không anh chưa mở mắt ra nữa à anh chưa mở mắt ra ai ém không cho anh ra nước ngoài không ai nếu mà đến giờ này anh còn ngu quán như vậy cho nên anh mới thốt lời ra anh đi binh cái thằng giật cộng Nguyễn Văn Đài để mà nói những cái lời với một cái đứa bé đắng con anh mà là đứa bé gái nữa vì vậy tôi thấy là anh quá tệ anh hãy bừng tỉnh ra ai là người tìm bằng mọi cách ém anh dìm anh ở tại Thái Lan tôi nói thật với anh luôn á đảng Việt Tân muốn bút anh hả à? đã bút anh đi 48 tiếng đồng hồ rồi mà anh còn chưa tỉnh ra nữa thì thôi cái đó là con người ta đã nói u mê mù quáng như vậy là hết thuốc chữa rồi anh ở thái lan mà anh có quy chế tị nạn mười mấy năm mà đảng việt tân thân cận nói thật bây giờ nếu nói như vậy đó đảng việt tân rất là thân cận ông gì ông nam lộc hay là tất cả những cái nơi mà nam lộc gây quỹ đó đều có đảng việt tân hậu thuẫn nhau hết nếu mà đảng việt tân muốn gửi cái một cái ông mà có một cái thành tích lấy lưng như vậy là người đảng Nhật Tân thì ông đã được đi rồi từ lâu rồi tại sao anh ở bên mười mấy năm với cái quy chế tị nạn như vậy một cái sự giờ như vậy mà anh không thấy hay sao nhưng mà cái đó là chuyện của anh tôi đã thấy từ lâu rồi tôi không hề nói đá động đến tổ chức của ông bà bởi vì tại sao bởi vì tôi biết ông bà có đủ kiến thức có đủ khả năng để nhìn nhận và cái đó là cái quyền và cái sự lựa chọn của người khác nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy những cái lời comment của anh đối với cô bé gian phạm là tôi nói thật là tôi khinh anh tôi không thể tưởng tượng được anh có thể dùng lời lẽ đó đối với một cái đứa con nít đáng con của mình và anh đang chà đạp lên tư cách của người phụ nữ việt nam tư cách của người mẹ việt nam anh đang bỉ bán lên cả một cái thế hệ đàn bà phụ nữ của chúng tôi chúng tôi lên tiếng với anh còn cái chuyện anh theo đảng dịch tân hay theo ai đó là chuyện của anh nhưng tôi lặp lại một cái đứa ngu nhất một cái đứa kém hiểu biết nhất cũng hiểu biết rằng tất cả những ai đi ra hải ngoại này không có liên quan đến đảng dịch tân không bao giờ được đánh bóng tên tuổi không có liên quan đến đảng dịch tân không chưa có một ai được bút ra khỏi từ ở trong nhà tù hàng khối người thế tại sao anh một người có 20 năm năm tù với chế độ cộng sản về phục quốc một người sĩ quan việt nam cộng hòa có 6 năm được mệnh danh là cải tạo tại sao anh người đã có quy chế tị nạn cả hai vợ chồng mười mấy năm vẫn còn ở tại thái lan là sao vậy mà anh không thấy được cái điều đó nữa à anh hãy nhìn ông châu văn khảm đi người ta nhập về quốc nội ở tù án 11-12 năm chỉ có 4 năm nay thôi người ta vẫn có thể được tha từ ở trong nhà tù đi ra bên bên hải ngoại còn anh ở bên thái lan mười mấy năm anh vẫn còn tiếp tục ở trên thái lan và bây giờ anh còn đứng ra anh binh dịch cho thằng nguyễn văn đài và, và có thể nói nặng lời với một cái đứa bé đáng con đáng cháu nội mình như vậy tôi nói cho quý vị nghe nè tôi nguyễn thị ngọc hạnh sẽ dắt cạn máu của tôi bảo vệ con bé gian phạm này tôi có chết ngày mai tôi có phải là bị người ta là đâm chém hay là dùng mọi hình thức thủ tiêu tôi sẽ chấp nhận và tôi nói nếu bất kỳ ai tôi tuyên bố nha bất kỳ kẻ nào dùng tiền bạc dùng quyền quy dùng bất cứ cái gì ám sát hay làm thương tổn đến bé gian phạm tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó dẫu kẻ đó ở bất cứ một nơi nào ở trên thế giới này tôi cam đoan với quý vị chưa bao giờ tôi nói mạnh lời để cam đoan một người khác nha nhưng hôm nay tôi nói cho quý vị biết Tôi Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Xin thề Xin thề Nếu như quý vị có thể giết tôi Tôi tha cho quý vị Nhưng mà nếu quý vị đụng tới gian phạm Mà cô ấy có sai xỉn bất cứ một thứ gì Bất cứ cái gì Ở đâu trên thế giới này Tôi không bao giờ tha thứ cho quý vị Đó là những điều tôi cam kết với quý vị ngày hôm nay cái bàn lưới tình báo cộng sản đang dồn mọi nỗ lực để giết con bé gian phạm này tôi nói cho quý vị nghe nha nhớ lại lời của tôi nói bé gian phạm có bất cứ chuyện gì xảy ra quý vị ở đâu chân trời góc biển nào ở quốc gia nào ở đâu tôi không bao giờ tha thứ cho quý vị nhớ lời tôi nói cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi À, rất tiếc là tôi không có thể ở lại chương trình lâu Và tôi xin nhắn anh em chiến hữu của tôi Làm ơn, thương tôi, hãy thương dùm cô bé gian phạm này Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi Lấy sinh mạng của tôi ra Để mà hy sinh, để mà làm tất cả để bảo vệ cô bé này Dạ, yeah, xin chào quý vị và các bạn Chào quý anh chị em uh, Mai nghĩ là Trước khi kênh Facebook và YouTube của Mai á nó bị xóa vĩnh viễn vì Mai chỉ còn có một lần cảnh cáo nữa thôi. Và Mai không hiểu là cái tiêu chuẩn của YouTube Facebook bây giờ nó như thế nào. Tại vì nó xóa những cái video mà có thể nói là 8 9 10 năm về trước của Mai luôn. Mà trong khi 8 9 10 năm về trước những cái video đó nó lên tới gần cả triệu view luôn mà nó xóa luôn. Nó nói là vi phạm chính sách của nó trước khi hai cái kênh của mai nó biến mất mai nghĩ mai phải lên tiếng cho một cô gái mà mai thấy thật sự bất bình khi mà cô ấy lơ cô ấy lên án nguyễn văn đài mai với tư cách là một người trong nước nha mai sống 38 năm ở chế độ cộng sản mai không bị nhòi sọ với, chế độ cộng sản vì mai gia đình của mai là bên công giáo nên từ từ xưa đến giờ Nói xin lỗi Mai chỉ học để biết chữ thôi Mai không có học Mai không có một cái bằng cấp nào của trường Cộng sản cả Mẹ Mai cũng là người công giáo Và mẹ Mai sống hai chế độ Và khi mà sống ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa Gia đình Mai được rất là nhiều Nói chung là y chang như nước Mỹ vậy đó Rất là nhiều phúc lợi xã hội và cuộc sống ấm no Như hiện giờ ở nước Mỹ nên Mai rất hiểu chế độ cũ như thế nào. Và Mai biết rằng Hồ Chí Minh đã cướp miền Nam như thế nào. Mai biết hết. Vì Mai không có bị nhồi sọ như một số người. Thì cô Chen Phạm này, Mai nói thiệt đây là lần đầu tiên Mai share về trang Mai một một người. Và Mai nhắc tên một người trên cái trang của Mai. Mà nhắc theo cái kiểu mà Mai thấy cô gái này rất là cô đơn cô độc và bị ăn hiếp Nguyễn Văn Đài là một cái tên Việt Cộng Nồi Đến cái bằng luật sư thì quý anh chị em phải biết là Hắn là một người đã đỏ toàn phần rồi Hắn được nhào nặng từ gia đình Việt Cộng Nồi Chính hắn đã khẳng định gia đình của hắn là đi bộ đội Và đến cái mức luật sư bác sĩ nè, những cái những cái ngành nghề mà trong hệ thống của đảng cộng sản việt nam chứ không phải là những cái ngành nghề đơn giản đâu và cái tên này cái tên này được lăng xê phải nói là trên báo đài cộng sản lẫn báo đài ở hải ngoại luôn mà mai nói sự thật từ ngày tổng thống trump lên đó, thì mai đã nhận ra báo đài ở bên hải ngoại không hẳn là không hẳn là báo đài của dân mà trong đó có bàn tay nối dài của Việt Cộng. Nó đã dùng tiền và thậm chí nó nó cấy rất là nhiều thương gia lẫn những kẻ có tiền định cư ở hải ngoại này rất là lâu rồi và trà trộn trong những diện HO lẫn diện vượt biên luôn. Và sau này là diện hôn nhân giả và rất nhiều diện khác nữa. Và chúng nó sử dụng cái ngôn ngữ Việt Cộng. Ngôn ngữ Việt Cộng là những cái ngôn ngữ mà 38 năm nay Mai giao tiếp ở Việt Nam ít nhiều Mai cũng bị nhiễm mặc dù Mai không học ngôn ngữ cộng sản nhiều nhưng mà do khi mà Mai tiếp xúc hàng xóm và đồng nghiệp và đi làm đi làm và tiếp xúc cả hàng ngàn người họ sử dụng ngôn ngữ Việt Cộng nên ít nhiều khi mà giao tiếp Mai cũng bị nhiễm luôn nhiễm cái ngôn ngữ đó mình nghe nhiều nhiều khi ban đầu Mai nghe Mai không hiểu thì cuối cùng mai tìm hiểu cái đó là cái gì thì ít nhiều giống như mình mình bị học một ngôn ngữ tiếng nước ngoài ở chính cái lãnh thổ quê hương của mình luôn đó là việt nam mai người sài gòn mai sinh đẻ sống ở sài gòn mẹ mai sống chế độ việt nam cộng hòa nên nhiều khi khi mà mai mai đi ra đời ra xã hội rồi khi mà mai về mai nói chuyện với mẹ mai bản thân mẹ mai khi mà mai nói cái tài khoản mẹ mai hỏi là cái đó là cái gì Mai, mai mới nói ở à, cái đó gọi là trương mục tài khoản ngân hàng ví dụ như vậy mẹ mai bà không hiểu đó là gì cuối cùng mai phải dịch ra có thấy là giống như là mình đang nói tiếng nước ngoài với chính người thân của mình và trên chính quê hương của mình hay không thì cô gái trên phạm này tất cả những gì cổ đưa ra mai không phải là một người hồ đồ đâu nha quý anh chị em từ trong nước cho đến ra đến hải ngoại này mai đều có một cái lập trường duy nhất đó là một đất nước việt nam không còn cộng sản nếu quý anh chị em nào mà chưa biết mai mà lỡ nghe video này hãy vào trang của mai trước khi nó bị xóa xem những video cũ có phải là mai đã kêu gọi bất tuân dân sự hay không để khiến cho cộng sản không còn ở việt nam nữa chứ không phải là mới đây mai thấy trên phạm lên án là lên án cái chung cho cộng đồng hải ngoại lẫn trong việt nam chứ không phải là đánh phá cá nhân nguyễn văn đài và cũng không đánh phá cá nhân của những người xung quanh binh vực nguyễn văn đài cô ấy trình ra rất là nhiều bằng chứng audio mà mai đã nghe chính tay mai nghe không phải là mai nghe ở đài của trên phạm không mà mai đã từng nghe chính, chính miệng nguyễn văn đài nói ông ta nói những người trong năm mấy triệu đảng viên cũng là nạn nhân của cộng sản nói vậy nghe sao được và ông ta nói là à, ông ta thì ông ta chỉ muốn giải phóng cho những đảng viên này thôi và đem tự do nhân quyền cho việt nam chứ không phải là uh, chống cộng sản hay lật đổ cộng sản hay là muốn cộng sản biến mất ông ta nói như vậy mai nghe rõ ràng là như vậy mà những người ở hải ngoại tự xưng nha là chống cộng và tự xưng là mình làm truyền thông để giúp đỡ cho người dân trong nước lại binh vực cái ông này một cách mù quáng mai phải nói là mù quáng luôn còn mai là từ ở trong nước mai khi mà chưa ra đến hải ngoại là mai đã nhận ra cái ông này rồi chứ không phải không đâu mở hội anh em dân chủ lập ra kêu gọi người yêu nước tham gia và rồi hoàn toàn những người đó bị tù hết. Đa số. Vậy là sao? Những người liên quan đến hội nhóm đều tù hết. May có những người thật sự họ rất yêu nước. Và họ đã rơi vào bẫy của cái đám này. Lộ thông tin và biết được bắt luôn. Rồi những người này may nói không hề có trên truyền thông đi vào quên lãng trong nhà tù và không biết sống chết ra sao chỉ có một vài người trong cái số hàng ngàn người bị cầm tù chính trị là được biết tới thôi và lăng xê lên như thần tượng vậy đó rồi giải nhân quyền nhân quần gì tùm lum hết giống như mẹ nắm nguyễn ngọc như quỳnh mai cũng bị lừa bởi mẹ nắm nguyễn ngọc như quỳnh luôn sau này nó sang mỹ rồi mai mới nhận ra bởi vậy á khi mà chen phạm nói đừng bao giờ tin bất cứ tù nhân chính trị nào mà sang được hải ngoại đừng tin là đúng luôn á mai đã quan sát mười mấy năm mai dùng mười ba năm tuổi xuân cuộc đời của mai để mà quan sát cái giới đấu tranh cái giới chính trị này và mai thấy mấy người này chen phạm là một cái đài một cái kênh rất là nhỏ cô ấy không có chiêu trò không có hở hang ngực, khoe ngực, khoe hàng hay là... Uh, coi như dao kéo phẫu thuật rồi này kia. Cô ta là một cô gái... Lên đài với chiếc áo dài và mái tóc thề. Cộng với giọng hát, hát những nhạc Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và nói những lịch sử ngày xưa. Nói lịch sử rất chính xác nha. Chứ không phải như mấy cái con nào đó mà lên làm lịch sử. Nói tầm bấy, tầm bạ. Mai bực mình luôn á. Nói... Uh, tổng thống thiệu xuất thân từ việt minh rồi trần văn hương xuất thân từ việt minh làm lịch sử mà làm một cách sai lệch như vậy vô tình hại người dân chứ có giúp người dân đâu những đứa đó là ai như thế nào quý anh chị tự tìm hiểu đi mai thật sự nghe xong mai rất là nóng máu bực mình luôn á tại vì mình ghét nhất là xuyên tạc lịch sử một cái lịch sử dối trá ở trong nước đã đủ rồi và bây giờ có youtube facebook lại nghe một lần nữa lịch sử dối trá hại người dân cái đó là không không đúng mai không ủng hộ và những kẻ này lại đi ủng hộ nguyễn văn tài phải coi những kẻ đó nó như thế nào trước khi ủng hộ và có thể thời gian đầu á nó 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 lấy lòng quý anh chị em nên nó làm rất đàng hoàng nhưng mà từ từ bắt đầu nó len lỏi nó trà trộn những cái sai trái những cái láo xạo để mà tuyên truyền ban đầu lúc nào tụi nó cũng phải làm hài lòng tất cả khán giả để mà thu hút một cái lượng theo dõi đó là cái chiêu trò những kẻ này lúc nào nó cũng có quân sư ở đằng sau để soạn những cái kịch bản cho nó để giống như hiện giờ trong báo cộng sản luôn luôn có kịch bản để đăng trên báo để mà ru ngủ dân chúng để mà dẫn dắt dân chúng xem giống như là xem phim những ngày nào cũng có tập mới những cái kẻ này á khi mà nó đã có một cái lượng theo dõi Khổng lồ rồi á Bắt đầu nó mới hiện nguyên hình ra Nhưng mà khi đó là tất cả những fan của nó Đã sập bẫy rồi Đã sập bẫy rồi Và những cái kênh này rất là vững chắc Rồi lâu lâu giống như vừa qua Nguyễn Văn Đài Hắn nói là kênh của hắn sập rồi Các bạn yên tâm đi Những đứa mà gà của cộng sản Nay mai nó làm lại kinh nó mấy hồi Quý anh chị em thấy trên Youtube, Facebook đi Những đứa mà nghệ sĩ của đảng 8-9 triệu lượt view Và thậm chí lượt theo dõi là bình thường Nên trong giới chính trị, giới đấu tranh á Cộng sản nó muốn xây dựng lăng xê những cái kẻ đó như là những cái đứa ở trong showbiz Việt á, rất dễ dàng. Nên á, có những kẻ ăn hiếp trên phạm nói là cô bé này ghen tị Rồi vô chọc quê là ờ, lượng theo dõi không bằng nhỏ này, không bằng thằng kia Mai là người trong giới điện ảnh của Việt Nam Lúc mà Mai còn ở Việt Nam Nên Mai biết cái chiêu trò để mà tăng cái lượng theo dõi nó như thế nào cô bé trên phạm này hoàn toàn không có một cái chiêu trò nào hết không có hở hang không có làm những cái quằn quại những cái tào lao thiên đế như ở trong những đứa mà trong giới showbiz việt quý anh chị nghĩ quý anh chị nghĩ xem nếu như chụp mũ cô bé này là uh, bị cộng sản lợi dụng để đánh phá cộng đồng là một cái điều may nói hết sức là buồn cười mắc cười quá à. Nếu như muốn đánh phá thì phải sử dụng những cái kênh phải 500 ngàn cả triệu view mà đánh phá Còn cô bé này Trang có lèo tèo mấy chục ngàn người Và Mai cũng lèo tèo mấy chục ngàn người Cộng sản nó ngu đến mất dùng cái trang của những người mà quá bé nhỏ để đánh phá những người giống như là khổng lồ hả? Những người mà nó đã xây thành một cái tượng đài tù nhân lương tâm những người mà nó xây thành một cái tượng đài hả coi như là giống như thần tượng như hồ chí minh vậy đó đi đi kiếm một cái kênh nhỏ bé như cái cô bé chen phạm này hoặc là mai hoặc là một số người nhỏ xíu à mấy người nghe để đánh phá những cái tượng đài đó thì cộng sản nó có ngu đến mức vậy không nó có ngu đến mức vậy không không phải tỉnh táo nhận biết là cô bé này cổ lên án cho cái số chung và cái chuyện chung của cộng đồng có không hề lên án là Nguyễn Văn Đài này cá nhân đời sống sao riêng tư hay gì không có. Và những kẻ bên Nguyễn Văn Đài này cổ lên án cũng không phải là lên án cá nhân riêng tư của những người đó nữa mà cổ có cái minh chứng rõ ràng. Những cái phát ngôn cũng những những cái việc làm của những con người đó. Chống cộng mà về Việt Nam giống như đi chợ. nên mai cảm thấy rất là bất công cho cô bé này và mai thấy thật sự quá đáng khi mà có những đứa rất là rất là tiểu nhân đến mức là lôi đời tư của cô bé này ra đời tư rồi cá nhân chuyện tình cảm ủa liên quan gì cổ đang nói về nguyễn văn bài là một tù nhân cài cấm ra hải ngoại để phá cộng đồng và còn nhiều 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 đứa tù nhân chính trị khác nữa và cổ có bằng chứng rõ ràng mai mai trước khi mai lên tiếng và mai đứng về phía ai mai phải bỏ thời gian mai coi mai coi mà phải nói là trên phạm làm video dài tức nghĩa là 3 tiếng một video nhưng mà một một nửa sau là cô bé nó hát thôi nhưng mà chúng ta nếu mà thật sự có lòng vào nghe hết những cái video của cô bé này sẽ thấy những cái bằng chứng cổ trình lên là thật sự những cái kẻ này phát ngôn rất việt cộng luôn nó không hề muốn cộng sản biến mất nó không hề muốn rồi có những kẻ làm video hả nhìn thì thấy giống như là uh, giúp đỡ người dân hiểu lịch sử nhưng mà trong khi láo xạo đem những cái lịch sử mà hình như là của bên cộng sản nói ra là một cái điều rất là không thể chấp nhận được hôm nay mai 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 nghe xong những cái người này Xúm nhau ăn hiếp Một cô gái bé nhỏ Vô nhìn cổ Tóc thề Áo dài của Sài Gòn xưa Mà gương mặt rất phúc hậu Nói chuyện là bằng cái tấm lòng luôn chứ Cũng không phải nói chuyện theo kiểu Ổng à, ẹo, ổng à, ẹo hay là chiêu trò hay gì Cổ nói chuyện á Giống như một người đàn ông vậy đó Phụ nữ nhưng mà cái cách nói chuyện Như một người đàn ông bản lãnh vậy và mai thấy thiệt mình không phải là người bị đấu tố không phải là cô bé này nhưng mà mình mình cảm thấy bất bình cho cô bé này và trước khi kênh của mai bị bay mai phải nói vài lời họ đem cái chuyện cá nhân đời tư của cô bé này ra mà nói mà xảo láo nữa chứ không phải sự thật đâu nha cô bé này rõ ràng là hậu duệ của việt nam cộng hòa mà nó đem nó nói xạo nói láo nó dàn dựng ra nó nói nói xấu người ta nói xấu đời tư trong khi những từ ngữ của cô bé này và cái cách cô bé này kêu gọi để cộng sản biến khỏi việt nam là sự thật cô bé này song song với việc lên án cộng sản song song với việc khai trí bằng lịch sử và nói về phật pháp đạo và đời cho 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 dân trong nước mà cổ còn bàn được cái cách để mà khiến cộng sản không còn ở Việt Nam khác hẳn với tất cả những youtuber những cái đứa facebooker họ do bận tối ngày cứ đem báo đảng ra đọc phân tích nhưng mà không có đưa cái cách nào hết trơn á không có bàn giải pháp nào hết trơn á vậy là gì tối ngày câu view không mà không hề muốn cộng sản biến khỏi việt nam không có đưa cách cho người dân ngồi dẫn dắt vô hết cái bà hằng chuyến bay giải cứu kit test rồi toàn là những cái drama mà của cộng sản đó, nó bố thí cho không và những cái drama bố thí cho đọc nguyên văn nguyên con của việt cộng toàn là lời lẽ việt cộng không nghe nhất cái đầu luôn mai sống ở trong nước mày nghe lời lẽ việt cộng biết mày nhức đầu mày bây giờ sang đến hải ngoại mày nghe youtuber facebooker toàn là nói ngôn ngữ việt cộng không còn ngôn ngữ Việt Nam thuần Việt của chúng ta đâu mất tiêu rồi Mất rồi Mất rồi Còn mấy cái đứa mà trăm ngàn view, triệu view Toàn là nói ngôn ngữ Việt Cộng không? Chịu nổi không? Nên Mai, Mai quan sát rất kỹ rồi Mai quan sát rất kỹ Nên quý anh chị em trong trang Mai á <laughs> Bây giờ trước khi Mai bị biến mất khỏi Facebook, Youtube á Mai cảm thấy rất vui vì cho dù nếu mà Mai biến mất khỏi Thì có cô bé này nói thay Nói thay Mai Tại vì những gì cô bé này nói là đúng Đúng y chang những gì Mai muốn nói luôn Từ lịch sử Từ những kẻ mà hả Tù nhân lương cao lương lẹo Từ những tổ chức gây quỷ hải ngoại Từ những kẻ mà cô bé chỉ ra là Đúng ý Mai luôn Những kẻ đó Mai đã nhìn ra từ trong nước chứ không phải là không đâu mà trang của mai tối ngày cứ bị report hoài hết một tháng rồi xong rồi chín ngày rồi xong rồi hả lại một tháng rồi hả đến chín chục ngày mai hoàn toàn không còn tiếng nói vậy cho nên mai làm video này nếu mà trang mai mất đi thì quý anh chị em đi vào trang của cô bé đó xem trang cô bé đó rất là ít người nhưng mà nói đúng bởi vì những cái trang chịu view khổng lồ mà quý anh chị đang xem đó nó không có ích lợi cho người dân Việt Nam nó đang làm lợi cho cộng sản bởi vì cộng sản nó còn hoài còn những trang của những người chống cộng chân chính họ hết cái lòng mình thấy được họ hết lòng dạ mà họ bị vui dập còn vô chế nhạo con người ta nữa nói ít ít quá mấy năm trời mà không được trăm ngàn view y quên không trăm ngàn người theo dõi trời đất ơi Mai thấy hết chữ, hết thuốc chữa rồi Đầu óc của những con người Đó hết thuốc chữa rồi. Khi cứ lấy lượng view ra Mà so bì cái đạo đức nhân cách Của một con người Quý anh chị em nghĩ xem Những gì có lợi cho cộng sản Cộng sản nó sẽ lăn xê lên Để cho nhiều người biết đến Còn những gì có hại cho cộng sản Nó vùi dập không ai biết đến cả Hãy tỉnh táo đi giống như những đứa trong giới nghệ sĩ của cộng sản ở trong việt cộng ở trong việt nam á có phải là nó lăng xê hết mức để cho giới trẻ biết đến những kẻ này hay không mặc dù chúng nó không có tài nên bây giờ tương tự trong giới đấu tranh chính trị cũng vậy những kẻ nào đang làm lợi cho cộng sản cộng sản nó sẽ để đó để yên đó thậm chí hả nó ủng hộ luôn cho càng lúc càng nhiều lên tại vì có lợi cho nó Quý anh chị phải tỉnh táo Đừng bao giờ đem cái lượng view Cái lượng theo dõi Tại vì muốn mua là mấy hồi Bây giờ nó hát view hack like Hack, hát những cái lượng đó được mà Đưa cho hacker làm Một cái video muốn chịu view Thì rất là dễ Một cái kênh muốn có cả triệu sub Rất là dễ Có tiền là làm được Cộng sản nó là làm được điều đó Quý anh chị phải tỉnh táo Đừng bao giờ Đem cái lượng view, lượng theo dõi để mà đánh giá nhân cách một con người Đi so bì, lượng view nói sao bằng mấy đứa này nọ Thì đúng rồi Gà của Cộng sản thì nó lăn xê lên Nó có hơn 150.000 bò đỏ Ở trên mạng xã hội lẫn ở ngoài cuộc đời Đời thật á thì, thì làm sao mà có thể so sánh được như vậy Hãy tỉnh táo ra đi Hãy nghe cô bé đó nói gì và hãy nghe và nhìn thấy những cái bằng chứng mà cô bé đã trình ra. Còn cái đám mà hả, nó một ruột với nhau, nó chiêu trò, nó xúm lại, nó nói xấu người ta. Đúng nói xấu luôn, nói toàn là cá nhân không. Mai ngồi mới nghe để coi coi cô bé này Việt Cộng ở chỗ nào. Nó nói là cô bé này bị Việt Cộng lợi dụng. Mai ngồi mới nghĩ Việt Cộng nó ngu đến mức mà, nó lợi dụng một đứa trang lèo tèo có mấy chục ngàn view à. Việt Cộng muốn lợi dụng. Phải lợi dụng cái đứa nào cả triệu view chứ Hay là mấy trăm ngàn view trở lên chứ Trời ơi đánh giá thấp Việt Cộng dữ vậy Đánh giá thấp Việt Cộng hay thật sự cái đứa nói như vậy là việc Cộng Định đổi trắng thay đen Mấy cái đứa triệu view nó phải lợi dụng Con trời ơi con người ta có có lèo tèo vài ba view Mai cũng vậy mà vậy mà nói con người ta ghen tị đánh phá đánh phá cộng đồng vì cộng nó ngu đến mức mà nó đem một đứa mà hả ta nói tiếng nói nhỏ xíu à để đánh phá đánh phá được ai đánh phá ai giờ thiệt mình trong số những người bên nguyễn văn đài đó có những người ban đầu mai rất quý mai rất quý vì họ ôn hòa họ ủng hộ mai ra nhưng mà mai không ngờ họ chỉ có cái nhận thức tới đó thôi về nguyễn văn đài họ không hề xem kỹ những người mà họ binh vật là ai mai không nói những người đó là cộng sản hay gì mà thiệt sự những người đó chắc chắn phải cần thời gian mới biết tại vì mai mai cần đến mười mấy năm mới nhận ra nguyên một bài còn những người này mai nghĩ chắc cũng cần ít nhất là ba chục năm quá mới nhận ra thiệt mai um, quý anh chị em trong trang mai á đi vô trang mai uh, xem cái link mai có chia sẻ trên trang mai về cái link để vô cái trang của trên phạm nếu mà trang của mai bị xóa hay bị mất á thì mai nghĩ trên phạm là một trong những người á lên tiếng có thể là chỉ cần cô bé đó lên tiếng thôi mai khỏi cần nói nữa... Tại vì cô bé đó nói hết những gì mày cần nói Mà nói hay hơn nữa Nói rất hay Thậm chí hát cũng hay nữa Vô nghe hát thôi riết rồi mai cũng không muốn hát nữa luôn Tại vì tự nhiên mình bắt đầu mình Mình thích đi làm khán giả rồi đó Mình thích Ngồi ở dưới khán đài rồi để, để cho những tuổi trẻ, những con người Mới mẹ có tiếng nói mới Để mà họ có thể truyền đạt đến Cho người dân trong nước trang mai là người trong nước không à bởi vì mai kêu gọi quý anh chị em vô để mà uh, góp tiếng nói chung với cô bé mai thấy bị ăn hiếp quá mà chịu không nổi luôn á con người của mai mà mai thấy bất bình là mai đã chịu không nổi rồi ở trong nước nội mai thấy người dân bị đàn á bị này kia là mai cũng đã chịu không nổi rồi mai cũng đã lên tiếng để rồi tụi nó trù dập mai te tu luôn trù dập đến mức là không còn cách nào ở việt nam được nữa phải bỏ xứ ra đi luôn. Mà quý anh chị em biết khi mà bỏ xứ ra đi trong cái tuổi này của Mai á, sang Mỹ á là giống như mình bị phá sản vậy. Mình trở thành bàn tay trắng, thậm chí âm luôn. Phải làm lại từ đầu. Điều này là cái điều rất là đau buồn đối với Mai. Không phải là cơ hội mà rất đau buồn. Chỉ là cơ hội cho con cái của Mai thì đúng, nhưng mà đối với cuộc đời của Mai á những kỷ niệm sự nghiệp bạn bè thân nhân bỏ lại đó là mất mát của mày nhất là những kỷ niệm ở việt nam hoàn toàn mất hết mai không nói về tài sản hay cái gì mai nói về những cái thời gian không lấy lại được thật sự là vậy thời gian không lấy lại được và bây giờ có muốn quay về Việt Nam thăm mẹ, thăm thân nhân cũng không được. Đó là cái mà mất mát lớn nhất. Không có, không có vui vẻ gì đâu quên chị em. Chỉ điều ăn ủi là nhìn những đứa con của mình. Sau này nó có tương lai. Và tuổi già của mình. Không phải giống như những người già cơ cực ở Việt Nam. Cái đó là điều ăn đồ ủi của Mai. Nhưng mà Mai giống như là một người phá sản vậy đó và việc cộng nó đã phá tan nát tuổi thơ, sự nghiệp, bạn bè thân nhân quê hương tất cả của mày. bởi vậy đối với mày, mày không thể nào mà chịu nổi khi mà sống chung cái bầu không khí với cộng sản được. và hiện giờ cộng sản nó đã tấn công ra đến hải ngoại. là cái điều mà mai thật sự rất là ức ức. Mai không muốn cộng sản nó nhuộm đỏ cả hải ngoại Vậy cho nên Mai Dù cô bé này cái trang của cô bé nhỏ Nhưng mà quý anh, quý anh chị nên nhớ Có làm thì sẽ có thành công và cuộc sống này tạo ra từ những cái điều bé nhỏ. Từ những điều bé nhỏ sẽ trở nên vĩ đại một ngày nào đó. Vậy cho nên, Mai tin rằng rồi sẽ có nhiều 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 người giống như cô bé này và mai và một số anh chị em nữa ánh sáng và bóng tối phải chiến đấu với nhau và chắc chắn là mai mai tin rằng những người công chính có thường đế che chở bảo vệ và những quỷ dữ rồi từ từ tụi nó sẽ trả giá thôi tụi nó sẽ trả giá thôi ai tin điều đó cảm ơn quý anh chị em nha

Túm xích, anh nghe túm xích. Cố ừ. qua ừ. cái, cái, cái đầu đó, ở đâu đây? Ê, ô, ô, đấy. Đây ông ông đấy. quá cứ đập vào đầu. Vào đầu.

Đấy, nhạt đòn chí mạng ấy. Nhạc nữa. đấy Nhạt bây giờ Ui trời Đấy bạc lúc này là giỏi thật Thôi Nói này thôi vào chặt vào Mấy vòng vào Một một nhát nữa thôi Vòng nữa Thế thôi Thế thôi không nên Đây Lấy như sao Chọc ừ. thế để cạnh đập rồi được rồi ba là chào sao nhưng nhưng ra đã... đấy bắt đầu chặt đi chặt đi trong đấy chảy ra thấy cái mỏng nó này ra Thì cho Xem mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ Gió đánh cây cành nhỏ Nằm ừ, nằm thôi Hứng nữa vào thì mới ra ngoài Có tí tiết ra ngoài hết Cho dao vào lách nó ra đấy. dốc. Ừ, đấy Nó dốc ra, ra, đấy, giờ bắt đầu Nó còn thỏ